Địch nệ Nhật Ba và dàn mỹ nhân Sibit có bờ môi xuyên sáng nhất. Mới đây khi lướt tin trên các diễn đàn, chúng tôi vô tình thấy được bảng xếp hạng những mỹ nhân có bờ môi đẹp nhất của showbiz hoa ngữ. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại xem ai là người xứng đáng ngồi đầu bảng nhé. Vị trí thứ 8 Lưu Diệc Phi Được mệnh danh là thần tiên tỷ tỷ, nhan sắc của Lưu Diệc Phi chẳng thể đùa được. Người đẹp này sở hữu khuôn miệng nhỏ xinh, bờ môi tươi tắn tựa hoa anh đào, làm sáng bừng cả khuôn mặt. Vị trí thứ 7 Lưu Thi Thi Lưu Thi Thi là một trong những mỹ nhân mà chúng tôi cho rằng có nụ cười đẹp nhất của làng giải trí xứ Trung. Sở hữu bờ môi cân đối khi nở nụ cười, nữ diễn viên bộ bộ kinh tâm tạo cảm giác dịu dàng, trong trẻo, thanh thoát như hoa cúc chấm thu. Chắc vì vậy mà bà xã Ngô Kỳ Long mang danh mỹ nhân đạm như cúc của showbiz hoa ngữ. Vị trí thứ 6 Vương Âu. Mặc dù chúng tôi không mấy thích Vương Âu vì một số lùm xùm đời tư, nhưng cũng phải thừa nhận rằng nữ diễn viên này có khuôn miệng đẹp miệng chê. Với bờ môi gợi cảm, lúc nào cũng như đang mỉm cười mỹ nhân làng gia bảng dễ dàng hòa thân thành những mỹ nhân có vẻ đẹp sắc sảo quyến rũ trên màn ảnh vị trí thứ năm thư kỳ chẳng hề quá lời khi nói thư kỳ là một trong những sao nữ có bờ môi gợi cảm nhất si bít. nữ diễn viên có đôi môi khá dày kết hợp hoàn hảo với những bộ phận khác trên gương mặt cô tạo nên sức hút mạnh mẽ khiến các đấng mày dầu mê mệt không thôi đây cũng là một thế mạnh cho thư kỳ khi chinh phục màn ảnh rộng đó nha vị trí thứ tư nghe ni cũng như thư kỳ, Ni không phải kiểu mỹ nhân theo kiểu chuẩn mực truyền thống của đất nước tỷ dân. Thế nhưng chính điều này đã tạo nên nét đẹp đặc biệt, vô cùng cá tính và sang chảnh của nàng mơ nữ nang, khiến cô nổi bần bật giữa cả rừng hoa thơm cỏ lạ si bít. Chúng tôi cho rằng chính khuôn miệng duyên dáng là một trong những yếu tố tạo nên sức hút của nghề ni. Vị trí thứ ba Cúc Tịnh Y Chỉ nghe danh hiệu mỹ nữ 4.000 năm là đồ biết nhân sắc của Cúc Tịnh Y chẳng phải dạng vừa. Mặc dù có không ít người phê bình nữ diễn viên như ý Phương Phi luôn dập khuôn, tạo hình từ phim ra ngoài đời, nhưng vẻ đẹp của cô là điều không ai có thể phủ nhận được. Vị trí thứ hai, Địch Nệ Nhật Ba Chẳng phải tự nhiên mà Địch Nệ Nhật Ba được mệnh danh là nữ thần sắc đẹp thế hệ mới của showbiz bít hoa ngữ. Vẻ đẹp nai tây sắc xảo, bờ môi duyên dáng, mỹ nhân tam sinh tam thể dễ dàng khiến khán giả yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn lại đây là lý do khiến Địch Nệ Nhật Ba ngồi vững trên chiếc ghế á quân của danh sách này. Vị trí đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh Nói thật thì chúng tôi khá bất ngờ khi thấy chị Lệ Dĩnh là người giành được vòng nguyệt quế trong cuộc đua nhan sắc này. Sở hữu bờ môi xinh xắn, chị Lệ Dĩnh khiến biết bao trái tim phải lỡ nhịp với vẻ đẹp ngọt ngào đáng yêu đến tan chảy mỗi khi mỉm cười. Nhan sắc của chị Lệ Dĩnh là điều không ai có thể phủ nhận được, nhưng cá nhân chúng tôi cho rằng việc nữ hoàng rating qua mặt nhiều mỹ nhân đình đám của sở biết hoa ngữ để đứng đầu bảng xếp hạng này thì dường như có gì đó hơi sai sai. Còn bạn, bạn nghĩ sao về danh sách? những mỹ nhân hoa ngữ có bồn môi gợi cảm nhất suy si này. Hãy comment ý kiến của bạn ở phía dưới video cho chúng tôi biết nhé. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVLog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!